dậy sóng mạng xã hội, chàng trai Nghệ An khoe tổ ong khủng 35kg của loài ong có độc tố cực mạnh. Mới đây trên mạng xã hội, tài khoản Trăm Võ khiến dân mạng hoảng hốt khi khoe tổ ong rừng siêu khủng nặng 35kg. Trên mạng xã hội, tài khoản Trăm Võ chia sẻ ở quê mình Nghệ An, người ta mặc quần áo nhiều lớp, đội mũ, đeo găng các kiểu để an toàn rồi xách cuốc vào đào, không một ngọn lửa hay chất hóa học. Chắc nhiều người ngạc nhiên lắm, nhưng ở quê mình, cách lấy tổ ong như này là điều quá bình thường luôn. Kèm theo dòng chia sẻ là những bức ảnh chụp tổ ong to, khổng lồ, một người ôm không xuể khiến ai nấy đều giật mình. Đáng chú ý, tài khoản này còn cho hay ở quê anh Nghệ An, việc người dân khai thác được những tổ ong cỡ lớn như thế này là điều hết sức bình thường. Được biết, loài tổ ong mà nickname trên chia sẻ là ong trần đèn, một loài ong rất độc, kích thước tổ ong lớn và nặng tới 35kg, đa phần dân mạng đều tỏ ra thích thú và tò mò về loài tổ ong hiếm thấy này. Nhiều người thậm chí còn muốn một lần trải nghiệm cảm giác đi săn ong trần. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng để làm được một chiếc tổ như vậy phải mất thời gian khá dài. Nếu người dân chỉ biết khai thác, không biết nuôi trồng thì sẽ gây ra tình trạng kiệt nguồn tài nguyên rừng. Người nghề có câu, ong vẽ đốt mẻ nồi răng, ong vàng đốt vàng mắt nghệ, ong trần đốt thần ngã ngửa. Ngụ ý rằng, ong trần là loài hung dữ, độc tố mạnh, đến nỗi đốt thành thần ngã ngửa. Nghề săn ong trần cũng được coi là một nghề nguy hiểm, thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng. Một tổ săn ong phải có 3 đến 4 người đi cùng nhau để hỗ trợ và đề phòng bắt rắc. Trang phục để đi săn loại ong này được may từ tấm bạt dày 2 đến 3 lớp chồng lên nhau, không có kẻ hở nào để ong có thể chui vào được. Mỗi kg ong trần được bán với giá trên 400.000 đồng. Quyết không bán để bảo vệ hơn 40 tổ ong rừng trong vườn nhà. Một cây gạo trong vườn nhà dân, mỗi năm có hơn 40 tổ ong rừng khủng treo trên các cành cây, và dù được trả giá 20 triệu đồng, hộ dân này quyết không bán để ong phát triển. Cho đến sáng ngày 7 tháng 10, đã có hàng chục đàn ong rừng bay về đóng tổ làm mật trên các cành của một cây gạo ở vườn nhà gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn ở xóm 4, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Các tổ ong mật đang mỗi ngày mỗi lớn và các cành cây đang thêm nhiều tổ ong khác. Nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem điều kỳ thú tại cây gạo trên, giới buôn mật ong rừng cũng đến, gà bà Hoàn mua các tổ ong lấy mật, lấy sắc ong, lấy sữa ong chúa. Cũng như các năm trước, năm nay bà Hoàn nhất quyết từ chối bán các tổ ong trên. Bà Hoàn nói, liên tiếp khoảng 4 đến 5 năm nay, đến mùa ong làm tổ thì có hàng chục ngàn con ong rừng không biết từ đâu bay đến cây gạo của nhà tôi làm tổ đóng mật. Dù mỗi năm có cả phi mật ong treo trên cây, nhưng chúng tôi chưa năm nào lấy mật sữa ong chúa. Năm trước, trên cây gạo này có hơn 45 tổ ong, dân buôn đến trả 20 triệu đồng, nhưng tôi từ chối không bán. Năm nay đã có khoảng 15 tổ ong treo trên các cành cây gạo. Và các tổ đang ngày càng lớn, lượng tổ ong đang ngày càng nhiều. Có những tổ ong có chiều dài khoảng 1,5 mét, rộng khoảng 70 cm. Tôi đi mua mật ong, gửi vào thành phố Hồ Chí Minh cho con cháu dùng, với giá 250.000 đồng, một chai nhỏ, người dân ở đây họ nói tôi. Sao không lấy mật xịn trên cây lại đi mua? Các con của tôi cũng đồng tình, bảo vệ các đàn ong, và bảo mẹ, để ong rừng phát triển. Không bán, không phá tổ ong lấy mật. Hiện mỗi ngày, có thêm các đàn ong rừng, kéo về cây gạo, của nhà bà Hoàn đóng tổ. Sinh sản ong non.
Vẻ đẹp hoa khôi thế giới khỉ, chỉ có ở Việt Nam. Trà vá chân đỏ, được đánh giá là hoa khôi, trong thế giới loài khỉ. Là loài linh trưởng quý hiếm, đặc hữu ở Việt Nam. Do loài vật này có màu lông rực rỡ, nên còn được gọi là vọc ngũ sắc. Những hình ảnh loài linh trưởng, quý hiếm ở Việt Nam, khiến nhiều người thích thú. Trà vá chân đỏ, được quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên, đánh giá là hoa khôi, trong thế giới loài khỉ, do sở hữu bộ lông, có màu sắc rực rỡ. Đây là loài khỉ quý hiếm, đặc hữu ở Việt Nam, ngoài tên là trà vá chân đỏ, nó còn tên gọi là trà vá chân nâu, cũng là loài có màu sắc rực rỡ nhất trong các loài linh trưởng. Chúng còn được biết đến với tên khỉ ngũ sắc, cũng bởi vẻ ngoài độc đáo này. Chúng sinh sống chủ yếu ở khu vực Bắc Trường Sơn của Việt Nam, địa bàn gồm từ Nghệ An xuống Kon Tum và một số ít ở Lào. Từ đầu gối đến mắt cá chân của vọc trà vá chân đỏ giống như đôi tất dài màu nâu đỏ, càng tay trước của chúng như được phủ một lớp găng tay trắng vậy. Nhưng bàn tay và đôi chân thì lại có màu đen. Vọc trà vá chân nâu có vành râu quai nón màu trắng và thường của con đực sẽ rậm rạp hơn. Mí mắt của chúng màu xanh dương nhẹ, đuôi trắng và có cụm lông trắng ở phía cuối. Con đực ở mọi lứa tuổi đều có mảng trắng ở hai bên mông và bộ phận sinh dục màu đỏ và trắng. Loài này giống như các loài khỉ khác, thích sống bầy đàn. Chúng sống trong nhóm từ 4 đến 15 con, nhưng đã từng ghi lại được nhóm lên tới 50 con. Giống các loài khác, thuộc họ khỉ cửu thế giới. Đuôi của chúng không dùng để cầm nắm. Đuôi chỉ được sử dụng cho một mục đích duy nhất là cân bằng. Chúng dùng tay và chân để di chuyển trong rừng. Một khi đã bắt đầu di chuyển, cả nhóm sẽ được dẫn dắt bởi con đực đầu đàn với những con đực trẻ ở phía sau. Con cái và con non an toàn ở giữa. Loài khỉ tuyệt đẹp này đang bị đe dọa nghiêm trọng trong tự nhiên. Địa bàn sinh sống của chúng suy giảm mạnh do nạn chặt phá rừng. Các chuyên gia quốc tế đánh giá đây là một trong số các loài linh trưởng bị đe dọa nghiêm trọng nhất trên thế giới. Tại trung tâm cứu hộ, những con trà vá chân đỏ hay trà vá chân xám mồ côi được yêu thương, chăm sóc và luyện tập kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn trong thiên nhiên. Khi trưởng thành, chúng sẽ được trở về với môi trường tự do. Lý tưởng của mình, những con trà vá chân đỏ khi còn bé xíu cực kỳ bám người, và những con trà vá chân đỏ khi đã trưởng thành. Thế giới ngoài kia có đầy rẫy những chuyện khó tin, thậm chí mới nghe thôi bạn còn tưởng chuyện đùa. Thử tóc để phát hiện người nghiện. Khi hút thuốc phiện vào cơ thể, độc tố sẽ vận chuyển theo máu lên tóc. Cảnh sát dễ dàng dùng cách này để kiểm tra xem một người có hút thuốc phiện hay không. Đây là một trong những chuyện khó tin, có thật trên thế giới. Chinh phục đỉnh Everest. Kể từ năm 1953, khi Emun, Hillary và Tenzin Norgay lần đầu tiên chinh phục đỉnh Everest, đã có hơn 4.000 người ôm hy vọng chinh phục đỉnh núi này. Họ đã vượt qua địa hình hiểm trở và những điều kiện khí hậu cực kỳ khắc nghiệt với hy vọng chinh phục nóc nhà thế giới. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn toàn mạng trở về. Dọc trên đường đi đã có hơn 200 thi thể của những người leo núi khắp trên thế giới. Họ mãi mãi nằm lại ở Everest cùng với ước mơ và vinh quang của riêng mình. Chấn thương khiến con người không thể ngủ. Sau thế chiến thứ nhất, binh sĩ Balkan của Hungary đã bị thương ở đầu, mặc dù không mất mạng nhưng ông đã vĩnh viễn không bao giờ có thể ngủ được. Lưỡi của tắc kè hoa. Có thể bạn không tin nhưng lưỡi của tắc kè hoa còn dài hơn độ dài thân thể của chúng, thậm chí còn dài hơn. Chính vì thế, tắc kè hoa là một động vật săn mồi côn trùng rất đáng gờm. Kẹt xe lâu nhất trong lịch sử. Năm 2010, Trung Quốc đã xảy ra một đợt kẹt xe kéo dài nhất trong lịch sử đến 10 ngày. Cơn mưa kỳ lạ. Năm 1994, tại thị trấn nhỏ Wakili thuộc thành phố Washington, Mỹ, đã xuất hiện những sinh vật lạ giống như một loại gen theo mưa rơi xuống, khiến hàng loạt người buồn nôn. Cho đến nay, điều này vẫn là bí ẩn chưa có lời giải. Chú chim dũng cảm. Jeremy, một chú chim bồ câu đưa thư trong thế chiến thứ nhất, đã cứu 194 mạng người bằng cách tiếp tục chuyến bay của mình sau khi bị mất một chân, một mắt và bị bắn xuyên qua ngực để truyền tin xin cứu viện. Cho đến sau này, người ta vẫn nhắc đến chú như một biểu tượng trung thành và tận tụy tuyệt đối. Cú vượt ngục để đời. Một tù nhân đã vượt ngục thành công nhờ sợi dây thừng được đan từ sợi chỉ nha khoa.
Thậm chí tù nhân này còn trốn thoát ở độ cao của bức tường lên đến 5,4 mét. Người đàn ông có 39 vợ. Một người đàn ông Ấn Độ có tên Jona Chana có tới 39 người vợ, 14 người con dâu, 33 người cháu nội. Tất cả họ đều sống chung hòa thuận dưới một mái nhà. Người đàn ông tóc dài nhất Việt Nam. Ông Trần Văn Hay, ấp Hòa An, xã Mông Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã không cắt tóc từ năm 25 tuổi. Cho đến nay, mái tóc của ông đã dài hơn 6,8 mét và nặng hơn 10 kg. Ông cũng đã từng được ghi danh vào sách kỷ lục Việt Nam với danh hiệu người có mái tóc dài nhất Việt Nam.